quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi nghiên cứu quy hoạch tổng thể không gian phát triển đô thị do sự kết nối tất yếu về mặt không gian giữa huyện Văn Giang và các khu vực lân cận nhằm phát huy khả năng liên kết vùng, tổng diện tích lập quy hoạch khoảng trên 7.000 ha. Dân số hiện trạng của huyện Văn Giang gần 120.800 người. Dự báo đến năm 2030 khoảng 250.000 người, năm 2040 khoảng 350.000 người. Nội dung lập quy hoạch đô thị Văn Giang gồm khảo sát và đánh giá hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và thực trạng của quy hoạch, tổ chức các khu chức năng đô thị, định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên bố trí nguồn vốn, phê duyệt tổng dự toán chi phí lập quy hoạch